Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thì Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào muốn tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé, cách chăm sóc mẹ bé như thế nào là tốt nhất. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review về một dòng sản phẩm. Thứ nhất là nó sẽ trang trí cho gia đình, thứ hai là nó sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cả gia đình. Và mình đang nói đến đây chính là đèn sông tinh dầu. Và nó có những cái ưu điểm như thế nào, hình dáng như thế nào, chất liệu của nó là như thế nào thì các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của kênh Mẹ Bé Thùy Thảo nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đến với hình dạng của nó. Thì các bạn sẽ thấy ở trên này là mình đã trưng bày một số mẫu về đèn sông tinh dầu. Và đây là cái cỡ chung 13 x 14cm. Và nó được đựng trong một cái hộp màu đỏ như thế này. Xuất xứ của đèn sông tinh dầu thì ở tại Bát Tràng, Việt Nam. Và đèn sông tinh dầu thì làm từ gốm sứ thấu quang tại Bát Tràng, Việt Nam. Và Bát Tràng thì các bạn biết là nó là một cái tỉnh rất nổi tiếng về làm gốm tại đất nước Việt Nam mình. Và đối với khi mà các bạn đi mua đèn sông tinh dầu thì các bạn nên chọn gốm sứ của Bát Tràng, Việt Nam và gốm sứ thấu quang. Bởi vì sao? Trên thị trường có rất nhiều làm các loại đèn sông tinh dầu từ Trung Quốc, và khi mà các bạn xông lên thì nó không tốt cho sức khỏe chút nào. Thì đấy là về một số về hình dạng. Thì ở trên cái hộp của đèn sông tinh dầu này nó cũng sẽ có hướng dẫn sử dụng này, rồi những cái lưu ý khi sử dụng và xuất xứ rõ ràng. Các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng trên một cái hộp như thế này. Và đối với đèn sông tinh dầu thì mình sẽ giới thiệu qua một số mẫu. Các bạn sẽ thấy là nó rất đa dạng về mẫu và nó sẽ giúp trang trí gia đình của mình rất đẹp. Như cái mình để ở trước đây đó là cái hình hoa đào kết hợp với chữ Đại Phát. Mình sẽ bật sáng lên một chút cho các bạn xem nhá. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó sẽ sáng được lên như thế này. Rồi tiếp theo thì như cái hình mà mình đang để cạnh mình đây, đó chính là cái mẫu hình quê hương. Và khi mà các bạn cắm đèn vào, các bạn bật sáng lên thì nó sẽ sáng nguyên một phòng luôn. Và như mình thì đang để đèn sáng như thế này thôi, khi mà tắt đèn lên thì nó rất là đẹp, nó sẽ rực rỡ lắm. Tiếp theo nữa thì đây là cái đèn màu sen trắng, nó cũng được trang trí rất đẹp. Một số mẫu mình đã trưng bày ở đây. Còn đèn sông tinh dầu thì nó rất nhiều mẫu. Đấy là về hình dạng của đèn sông tinh dầu. Vậy bây giờ thì mình đến cái hình dạng nó đẹp như vậy rồi, những cái chất lượng của nó và cái tác dụng của nó là gì, chắc hẳn nhiều mẹ vẫn chưa biết đúng không ạ? Thì đối với đèn sông tinh dầu, cái ưu điểm đầu tiên để kể đến đó là các bạn kết hợp đèn sông tinh dầu với tinh dầu. Và tinh dầu ở đây thì mình sẽ giới thiệu rất nhiều loại tinh dầu. Và khi mà các bạn kết hợp giữa đèn sông và tinh dầu, nó sẽ giúp đầu tiên đó là ngủ ngon giấc hơn, thứ hai là nó sẽ đuổi muỗi, đuổi côn trùng, thứ ba là đối với những bé nào mà hay bị gặp tình trạng ho hen, khò khè, khó thở thì đây là một cái giải pháp hiệu quả nhất, giúp cho bé dễ thở, dễ ngủ hơn, rồi giúp cho cả già ngủ ngon giấc. Và sau một ngày làm việc vất vả thì sẽ được ngủ ngon giấc với sự kết hợp giữa tinh dầu và đèn sông tinh dầu. Cái ưu điểm của nó là nó sẽ giúp khuếch tán nguyên một phòng luôn, và giúp cho thứ nhất là các bạn có thể xông trong phòng ngủ của mình để giúp cho cả nhà ngủ ngon. Thứ hai là chúng ta có thể kết hợp trang trí phòng ngủ của mình nó giống như một cái đèn ngủ, ví dụ như cái đèn sông này. Thì khi mà các bạn có thể kết hợp là với những bé nhỏ, trong cái giai đoạn từ bé nhỏ mà khi mà nửa đêm bé hay phải thức dậy quấy khóc thì các bạn có thể bật sáng lên để chúng ta có thể vừa thay thế đèn sáng và chúng ta có thể bật nhỏ lại để lại có thể thay thế đèn ngủ được. Thì đấy là những cái ưu điểm tuyệt vời của đèn sông tinh dầu. Ngoài cái ưu điểm là giúp cho bé thông thoáng mũi này, giúp trang trí phòng này, giúp cho cả gia đình ngủ ngon, thì nó còn giúp làm giữ ấm phòng với những gia đình ở khu vực miền Bắc mà sắp tới đến mùa đông nữa. Và đặc biệt thì trong cái khu vực miền Nam hiện tại đang có dịch sốt xuất huyết, thì khi mà đèn sông tinh dầu kết hợp với những tinh dầu mà có tác dụng đuổi muỗi như tinh dầu tràm, tinh dầu xả chanh, rồi tinh dầu bạc hà thì sẽ giúp đuổi muỗi rất tốt, và nó sẽ không lại cắn bé, đốt bé, cũng như là cả gia đình được ngủ ngon hơn. Và có thể các bạn kết hợp đèn sông tinh dầu trong phòng ngủ của mình thì các bạn sẽ không cần phải những cái dụng cụ như là bỏ màn này, hay là những cái phải phun những cái thuốc côn trùng độc hại cho sức khỏe, mà các bạn chỉ cần kết hợp đèn sông tinh dầu và tinh dầu tràm thôi. Với những bé nào mà trong cái giai đoạn thư sinh từ 0 đến 3 tháng tuổi thì bé hay bị tình trạng là khò khè, khụt khịt ở cuống mũi, thì các bạn kết hợp tinh dầu tràm massage lòng bàn chân, lòng bàn tay cho bé như trong cái video ngày hôm trước kênh Mẹ Bé Thủy Thảo đã review giới thiệu về tinh dầu tràm thiên nhiên. Các bạn dùng cái biện pháp là massage cũng như là lòng bàn chân, lòng bàn tay và sau lưng hai bên canh phổi đấy. Ngoài cái cách đấy thì các bạn kết hợp với tinh dầu tràm
và đèn xông tinh dầu. Thì cái cách sử dụng của nó, các bạn chỉ cần cho một vài giọt tinh dầu tràm này vào đèn xông tinh dầu thì nó sẽ giúp cho các bé bị cái tình trạng khò khè khụt khịt, ngủ ngon hơn, ngủ ngon giấc và sâu giấc, bé không sẽ không bị khó ngủ nữa và giúp cho bé ngủ ngon giấc hơn. Và những cái tình trạng bị khò khè khụt khịt mũi nó rất là nguy hiểm nha, nếu các mẹ không can thiệp sớm thì dễ đến cái tình trạng đó là bé bị ngạt mũi này, rồi bé sẽ dẫn đến những cái bệnh viêm phế quản trên, viêm đường hô hấp trên, cũng như là dẫn tới viêm phế quản rồi viêm phổi, nó rất là nguy hiểm. Với đèn xông tinh dầu thì cách mình đã giới thiệu về cái gọi là ưu điểm rồi và những cái gọi tác dụng tuyệt vời của nó, thì bây giờ mình sẽ sang cái hướng dẫn sử dụng cho các bạn. Thì các bạn sử dụng như sau: các bạn chỉ cần cắm điện vào và các bạn muốn sáng hơn thì các bạn sẽ chỉnh có một cái đầu dây vặn chính như thế này. Các bạn vặn sáng, vặn nhỏ theo độ sáng. Ví dụ như khi mà các bạn đi ngủ thì các bạn có thể vặn ánh sáng thấp lại. Còn khi mà các bạn đang thức, các bạn đọc sách hoặc xem điện thoại, các bạn có thể vặn sáng hơn. Thì nó sẽ thay thế một cái đèn ngủ rất tốt, rất đẹp cho cả gia đình. Với cái cách sử dụng thì trên đây các bạn sẽ để ý là có một cái đĩa như thế này. Mình sẽ sử dụng cái đèn này nhá. Thì các bạn sẽ thấy này, nó sẽ có một cái đĩa như thế này. Bên trên này người ta gọi là đĩa đựng tinh dầu tràm. Đĩa đựng tinh dầu thì các bạn sẽ kết hợp là cho một chút nước vào trong này và đợi khi nào đèn xông cho nó nóng cái nước trên này đi, thì các bạn sẽ cho một vài giọt tinh dầu vào. Đây mình đang giới thiệu, đây mình sẽ thử nghiệm bằng tinh dầu tràm nhé. Các bạn chỉ cần cho số lượng là giọt thôi thì tinh dầu tràm nó sẽ giúp khuếch tán, và đèn xông kết hợp với tinh dầu tràm sẽ giúp khuếch tán nguyên một phòng và giúp cho cả nhà sử dụng rất ngon. Thì đây ngày hôm nay thì mình giới thiệu về cái cách sử dụng xong rồi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các loại tinh dầu. Để ví dụ như các bạn ngày hôm nay thích dùng tinh dầu tràm, ngày hôm sau thì các bạn sẽ dùng một mùi tinh dầu khác. Mình sẽ giới thiệu một số mùi tinh dầu nhé. Thì khi mà các bạn sử dụng kết hợp với đèn xông tinh dầu tràm sẽ giúp đuổi mũi côn trùng. Bạc hà nó cũng có tác dụng y như tinh dầu tràm, giúp đuổi mũi côn trùng, nhưng rất nhiều bé thì lại không thích mùi tinh dầu bạc hà. Vì vậy nên so với bạc hà và tinh dầu tràm thì tại Shop Mẹ Bé Thị Thảo bán tinh dầu tràm được nhiều hơn, cũng như là được sự ưa chuộng và phản hồi tốt nhất về tinh dầu tràm. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể kết hợp với tinh dầu quế. Thì tinh dầu quế có tác dụng là giữ ấm, kết hợp với đèn xông tinh dầu, đặc biệt là khu vực ở tại miền Bắc. Thì khu vực ở tại miền Bắc sắp tới là sẽ sang thu và sang đông thì thời tiết sẽ lạnh đi. Và các bạn kết hợp với tinh dầu quế này và với đèn xông tinh dầu thì sẽ giúp giữ ấm nguyên một phòng luôn. Các bạn không phải dùng đèn sưởi này, các bạn không cần phải dùng đèn sưởi cũng như là đắp chăn quá kín cho bé, ảnh hưởng tới bé. Và các bạn chỉ cần kết hợp đèn xông tinh dầu và tinh dầu quế này sẽ giúp giữ ấm căn phòng rất tốt và giúp ấm nguyên một căn phòng luôn. Và cả gia đình sẽ ngủ ngon giấc, đặc biệt là trong mùa đông. Rồi đối với tinh dầu ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một chút nữa, đó là tinh dầu hoa nhài. Thì mùi hoa nhài nó thơm, nó phang phảng. Ví dụ như các bạn không thích mùi tràm, mùi quế, mùi bạc hà thì các bạn dùng mùi nhài này. Và thứ nhất là với gia đình mà vợ chồng trẻ hay là những cái gọi là chúng ta có thể trang trí phòng như phòng tân hôn và kết hợp với mùi tinh dầu nhà bà, tinh dầu hoa nhài này thì rất là thơm và kết hợp với đèn xông tinh dầu. Đấy, mình sẽ nói sang một chút về cái mùi tiếp theo nữa, đó là tinh dầu trà xanh. Thì như ở tại Shop mình thì mình rất thích mùi tinh dầu trà xanh này và mình hay xông một cái đèn xông ở tại Shop để cho các tất cả các khách hàng vào sẽ ngửi thấy mùi trà xanh này. Nó sẽ giúp làm thơm, giúp là thứ nhất là nó giảm căng thẳng trong cái cơ thể, đặc biệt là khi mà một ngày làm việc vất vả về mà ngửi được cái mùi tinh dầu trà xanh này nó rất là thoải mái. Và đấy là cái sự kết hợp giữa đèn xông tinh dầu và các loại tinh dầu. Còn rất nhiều mùi nữa, các bạn có thể tìm được mùi hoa ly, rồi mùi hoa hồng, mùi hoa nhài, mùi hoa anh đào. Thực sự là có rất nhiều mùi để kết hợp với đèn xông tinh dầu và các bạn có thể thay thế được. Rồi mình đã giới thiệu về ưu điểm, cái tác dụng cũng như là cách sử dụng rồi, thì mình cũng sẽ nhắc đến một số cái nhược điểm của dòng sản phẩm đèn xông tinh dầu này. Thì thứ nhất như mình đã nói đầu video rồi, các bạn đi mua đèn xông tinh dầu các bạn phải chọn cái đèn xông đúng chuẩn của Bát Tràng, Xóm Xứ, Thấu Quang. Vì trên thị trường có rất nhiều gọi là cái đèn xông tinh dầu mà từ Trung Quốc về thì cái chất xứ của nó là chất xứ không tốt rồi. Và khi mà chúng ta xông phòng lên mà chúng ta dùng những cái đèn xông tinh dầu không tốt vậy thì nó sẽ thứ nhất là ảnh hưởng tới sức khỏe về giấc ngủ của chúng ta. Tiếp theo nữa là các bạn kết hợp đèn xông tinh dầu lại phải kết hợp với tinh dầu tràm hoặc là các loại tinh dầu khác, thì các bạn cũng mua tinh dầu cũng phải chọn những cái nơi gọi là chuẩn
Giống như video ngày hôm trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt tinh dầu tràm thật giả cũng như các loại tinh dầu khác, thì nó phải có kiểm định này, và nó là một cái gọi là cái chất không thể thiếu khi mà kết hợp với đèn sông, và nó sẽ giúp khuếch tán nguyên một phòng. Và các bạn mua phải cái sản phẩm kém chất lượng thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình. Cái nhược điểm nữa đó là khi mà các bạn nhiều nơi chưa phân phối cái dòng sản phẩm tinh dầu và đèn sông tinh dầu này, thì để mua được đèn sông tinh dầu cũng sẽ rất khó khăn. Rồi một cái nhược điểm nữa đó là cái này sẽ là rất dễ, nếu các mẹ sử dụng mà không để tránh con thì rất dễ bị vỡ, bởi vì làm bằng sứ và nó là bằng sứ nên khi mà các mẹ sử dụng cần phải để trên nơi cao này. Thì đối với những mẹ nào mà có con nhỏ mà đã biết đi rồi, mà các bé đặc biệt là các bé hay hữu động mà thấy những cái đèn sông đẹp như thế này, thì chắc chắn là các bé sẽ nghịch, và các mẹ nên gác những nơi cao để chúng ta vừa có thể sông phòng được mà chúng ta lại vừa có thể đảm bảo an toàn cho cả bé cũng như là đèn sông, thì để bảo hành một cách tốt nhất nó sẽ không bị vỡ. Rồi mình đã review về đèn sông tinh dầu, những cái tác dụng, những cái gọi là mẫu mã cũng như là những cái hướng dẫn ưu nhược điểm của nó rồi, và mong là cái chia sẻ này sẽ giúp cho các mẹ có thêm kiến thức chăm sóc con của mình. Và các bạn có cần tư vấn gì về đèn sông cũng như là về chăm sóc cho mẹ bé thì các bạn cứ nhận xét ở dưới video hoặc IP trực tiếp vào số Zalo bên trên, và nhớ là đừng quên bấm nút like và nút đăng ký để kênh ngày càng phát triển hơn, cũng như là đưa thật nhiều video hay ý nghĩa đến cho các mẹ nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những video sau.